Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức công bố hình thức xét tuyển Đại học Cao đẳng 2015. Bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 8, các trường Đại học Cao đẳng sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1. Sau 5 ngày, kết quả trúng tuyển phải được công bố. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trúng tuyển, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng 1, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký hoặc rút hồ sơ để đăng ký trường khác. Thí sinh chỉ sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 để đăng ký vào một trường đại học hoặc cao đẳng. Mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được đăng ký các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Trong thời gian nhận hồ sơ của một đợt xét tuyển, 3 ngày một lần, các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách các thí sinh đã đăng ký theo từng ngành và xếp các kết quả thi từ cao đến thấp. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31 tháng 10 đối với trường đại học và 20 tháng 11 đối với trường cao đẳng. Trong năm 2015, Trung tâm 0506 tiếp tục hợp tác với các đơn vị dạy nghề để triển khai dạy nghề có chất lượng cho học viên. Tổ chức các đội hình lao động chuyên trong các lĩnh vực, nhất là gia công mỹ nghệ, trồng trọt, chăn nuôi. Cải tiến mô hình hoạt động của ban liên lạc thân nhân học viên theo hướng thực chất, duy trì sinh hoạt định kỳ với thân nhân học viên, đồng thời mở rộng sự liên kết trách nhiệm với nhiều thành phần trong xã hội. Năm 2015, Trung tâm đặt mục tiêu khảo sát chính xác 80% nghề nghiệp của học viên, tổ chức dạy nghề ít nhất cho 50 học viên. Được biết đến nay, Trung tâm có 6 mô hình lao động tại chỗ đã hoạt động khá hiệu quả. Trong năm 2014, số tiền học viên thu được qua lao động đạt trên 70 triệu đồng.